Quá khứ hoàn thành là quá khứ trước quá khứ. Gì đấy hả các em? Cụ thể là gì và tại sao nó lại nghe có vẻ phức tạp như thế này nhỉ? Thôi chúng ta hãy cùng xử lý vấn đề này với nhau nhé. Riêng phần này thì đã có cô lo. Giấy bút các em hãy sẵn sàng. Đầu tiên thì cô sẽ có ví dụ sau. Cho didn't eat because she wasn't hungry. Cho chưa ăn bởi vì cô ấy không đói. Câu này đã sử dụng thì quá khứ đơn. Các động từ như didn't và wasn't đã chỉ ra điều đó. Thì này, miêu tả về điều đã xảy ra trong quá khứ. Thế nhưng tại sao Châu lại không đói nhỉ? Chắc hẳn là đã có một điều gì đó xảy ra trước đó, trong quá khứ xa hơn nữa mà khiến cho bạn ấy không bị đói. Có thể là Châu đã ăn một cái bánh rất bự trước đó rồi. Hoặc thậm chí là bạn ấy bị ốm nên không muốn ăn gì cả. Những điều này có thể đã xảy ra trước cả mốc quá khứ mà chúng ta đang nhắc tới là khi Châu không ăn. Vậy để nói về những hành động này thì cô sẽ dùng thì quá khứ hoàn thành. Cô sẽ có thể nói như sau. Châu wasn't hungry because she had already eaten. Châu đã không đói bởi vì bạn ấy đã ăn trước đó rồi. Hoặc là Châu wasn't hungry because she had been sick. Châu không đói bởi vì bạn ấy đã ốm trước đó rồi. Hai câu này thì had already eaten và had been sick đều sử dụng thì quá khứ hoàn thành. Mô tả một hành động xảy ra còn trước cả một hành động hoặc là một mốc thời điểm trong quá khứ. Và đó cũng chính là lý do mà lúc đầu cô đã nói quá khứ hoàn thành nói về quá khứ trước quá khứ các em ạ. Bây giờ thì các em hãy cùng nhìn lên đây nhé. Như các em có thể thấy thì đây là hiện tại. Hành động xảy ra trước thời điểm hiện tại là hành động trong quá khứ. Còn trong các hành động ở quá khứ thì hành động nào xảy ra trước ta sẽ dùng thì quá khứ hoàn thành. Như ở đây, việc bạn Châu không cảm thấy đói ở mốc này trong quá khứ, nhưng việc mà bạn Châu đã ăn bánh hoặc là bị ốm thì đã xảy ra trước cả mốc này. Quá khứ hoàn thành sẽ giúp chúng ta sắp xếp các hành động trong quá khứ theo thứ tự trước sau. Để hiểu thêm thì chúng ta hãy cùng nhìn thêm một ví dụ này nữa nhé. People had already taken shelter when the earthquake started. Mọi người đã đến nơi trú ẩn khi mà trận động đất bắt đầu. Trận động đất bắt đầu từ đây là trong quá khứ. Vì vậy mà chúng ta có thể sử dụng thì quá khứ đơn để nói the earthquake started. Trận động đất bắt đầu. Thế thì còn điều gì đã xảy ra trước khi trận động đất bắt đầu nhỉ? People had already taken shelter. Mọi người đã trú ẩn. Điều đó đã xảy ra ở đây, tức là trước trận động đất. Bởi vậy nên mọi người đã đến nơi trú ẩn trước khi trận động đất bắt đầu. Và quá khứ hoàn thành sẽ giúp chúng ta giải thích được điều này. Về cấu trúc thì chúng ta có thể sử dụng chủ ngữ với had và quá khứ phân từ để tạo thành các câu khẳng định ở thì quá khứ hoàn thành. Cô lấy ví dụ nha. She had prepared before the storm. Hoặc là I had called him before you told me. Tiếp theo là câu phủ định. Ở đây thì chúng ta rất đơn giản là chỉ cần thêm từ not vào sau had. Cực kỳ đơn giản các em ạ. Cô lấy ví dụ. She had not hoặc chính là hadn't prepared before the storm. Hoặc là I had not hadn't called him before you told me. Cuối cùng thì để đặt ra câu hỏi, chúng mình sẽ cần đảo had lên trên đầu câu. Had she prepared before the storm? Had you called him before I told you? Để luyện tập thêm về thì quá khứ hoàn thành, các em hãy cùng cô làm bài tập nhỏ ngay sau đây nhé. Hãy giúp cô hoàn thành câu sau nào. Tom hungry because he not eat breakfast
yesterday. Tom đói vì anh ấy không ăn bữa sáng. Trong câu trên, chắc chắn đều diễn tả hành động trong quá khứ vì chúng ta thấy từ yesterday. Thế nhưng điều gì xảy ra trước và điều gì xảy ra sau nhỉ? Đúng rồi, việc không ăn sáng sẽ xảy ra trước và việc đói chính là hệ quả thì diễn ra sau. Theo cách dùng khi mô tả hai hành động trong quá khứ, hành động xảy ra trước chúng ta sẽ dùng thì quá khứ hoàn thành. Vậy nên chúng ta sẽ chia là hadn't eaten. Còn đối với hành động tiếp theo thì ta chỉ chia quá khứ đơn mà thôi, was hungry. Thật là dễ dàng đúng không nào các em? Hãy cùng luyện tập thêm rất nhiều bài tập phía dưới để ghi nhớ kiến thức nhé các em. Goodbye!